xin chào tất cả các bác nhá. Đây nay bên em bên điểm máy quốc trang bên em là thanh lý cho anh em một số mẫu máy. Đầu tiên đây là mẫu máy mài chạy điện anh em nhá. Máy mài này hàng nội địa Trung này, sử dụng điện 220V và công suất là 950W. Sử dụng đá cắt sẽ là đá cắt một tấc anh em nhá. Đây các bác xem này, máy trông rất là gọn gàng sáng luôn. Thanh lý luôn cho anh em chỉ có với giá là 330.000 và sẽ bao ship tận nhà anh em nhá. Và các mặt hàng bên nhà em thì bên em báo giá cho anh em là đến nơi anh em sẽ được mở ra kiểm tra test thử hàng, sau đó mới thanh toán tiền các bác nhá. Một cái dòng máy này là hàng chuẩn dưới đồng luôn. Đấy, tuy giá thành rẻ nhưng mà đang để cho anh em đang giá thanh lý và là hàng chuẩn dưới đồng luôn các bác nhá. Đây anh em xem này. Đấy, chuẩn dưới đồng 100% luôn. Đấy, các bác nhìn em rô ruột này, rô rất là dài luôn. Đó. Và nó được quấn chỉ này, đổ keo cách điện này. Đấy, anh em nhìn này, trông rất là chắc chắn luôn. Đấy, còn đây là phần bánh răng anh em nhìn này. Đấy, bánh răng kim loại các bác nhá. Đấy, bánh răng kim loại này. Đấy. Còn đây là phần sờ to của máy này. Đấy, bác nhìn này. Đấy, nằm dày dặn chưa bác xem này. Đấy. Trông rất là xịn luôn anh em nhá. Và đây là cái phần để các bác lắp chổi than này. Cái phần này nó được đúc đồng lại anh em nhìn này, trông rất là dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đối với cái dòng máy này thì anh em nhìn cái phần tay cầm của nó trông nó rất là gọn gàng. Đấy. Thân máy rất là gọn gàng, vừa vặn với người dân Việt Nam mình anh em nhá. Nó không bị to quá, nó không bị cành càng quá đâu các bạn. Đấy mà giá đang lên cho anh em rất là rẻ luôn, 330.000 một con. Máy chạy cực kỳ êm luôn các bạn, mà rất là khỏe luôn, vòng tua lên đến 12.000 vòng anh em ạ. Con này các bác làm công trình được thoải mái nhá. Đấy các bác nhìn này, và phần cân nặng này. Đấy, một con máy không có nặng đến hơn 1,6 cân. Đấy, các bác xem, cân nặng đạt chuẩn luôn các bác nhá. Đấy, và đi kèm theo máy này thì sẽ có thanh chắn bảo vệ này. Đấy, tay mở đầy đủ luôn cho mình. Đấy, tiếp theo đấy em thanh lý cho em cái mẫu máy đầu 10 đi, hàng nội địa Trung cho mình. Chuẩn dây đồng luôn các bác nhá. Đấy, điện 220V này, công suất là 650W các bác nhìn này. Đồng đầu 10 anh em nhá. Sau này thì các bác làm công việc nhẹ nhàng, ví dụ nhôm kính, thủ nhựa các thứ đấy, bác làm công việc nhẹ thì nhầm lấy con này cho em. Đấy, máy này rất là nhỏ gọn gàng luôn các bạn. Đấy. Tiếp theo đây là máy 13 ly. Đấy, thanh lý cho anh em chỉ có giá 340.000 thôi. Còn đây là máy 13 ly các bạn. Con máy này anh em làm công trình thoải mái luôn các bác nhá. Rất thích hợp các bác làm khoan sắt, khoan gỗ này, hoặc là các bác bắn tôn này. Đấy, làm con này rất là chắc chắn luôn. Đầu kẹp 13 ly. À đây tiện nhân tiện đây em cân luôn cho anh em. Đấy các bác xem này. Đấy, một con máy không. Nó phải nặng đấy các bác xem này. Gần 1,9 cân rồi, 1,893 cân này. Đấy đấy, 92 này đấy. Nặng gần 1,9 cân luôn rồi. Đấy anh em xem, một con máy nó nặng chuẩn chỉ như thế thì anh em con này là bác làm công trình thoải mái luôn anh em nhá. Công suất máy là 710W này. Đấy. Đầu kẹp 13 ly bằng kim loại. Đấy, máy sẽ có đảo chiều các bác nhá. Có đảo chiều này, có chỉnh tốc đầy đủ này. Đấy. Giá chỉ có 340.000 một con thôi. Bác nào cần ấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là sẽ có đơn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video ạ.